ông chủ vườn hôm nay ông hái bí, thu hoạch hái bí nè. Chào đó. Các bạn, chào cả nhà. Đó, cây bông hồng nhà mình nè. Một ngày mới vui vẻ. Đó, cây bông hồng nè. Bí nè. Để mình quay cho cả nhà mình xem nha. Đó, bí nhà mình nè. Một. Đây. Bây giờ hôm nay là mình thu hoạch hết luôn. Bây giờ hái, bắt đầu hái đây trước nè. Hái. Hái. Để trống trống ra cho tôi quay ông hái để mình xác cho tụi em hóc đó thằng. Dạ. Cái quý bí này cũng phải là 5 kg. Cắt xa xa cái cuốn ra để mình cho nó tư lâu. Để hoài nè. Hoài, để hoài. Nhét đó thôi chứ đâu có quay được đâu. Xong rộng lớn. Đây nè, đó. Đừng có lấy kéo chừng nó đụng. Đó, đây đó. Kê nè. Này. Ừ, mà tôi thấy à. Đó, ngay đó. To lắm. Con heo cắt đây từ từ gãy bụng không con heo á con heo con heo đó con heo đó còn cái nữa dẹp ra coi đây nè. Đó. Đó. Việt Nam mà thấy không thấy đường. Không thấy đường à. Qua đây. Đây, đây. Đó thì dễ rồi. Đây nữa nè. Đây nữa, đông kia. Cắt cái này rồi xong có một trái trong kia như con heo luôn. Bên kia hôm qua bên kia ông cắt dễ. Xì cải tiến chỗ. Coi chừng dai. To lắm, giống như một con hôi quay 10 kg á.
Tại bí đó phải 10 ký. Kia kéo chứ bên này có chỗ đâu kéo. Có chịu của em. Nhạc lên cho tụi em ra nó kéo. Của em ơi. Mấy người tự sợ tôi kêu. Nhạc ra. Đừng có dặm nha, chỗ này cà, bên kia. Giặt lên rồi kéo cái trái bí thời gian nè. Thọc lại vô. Nằm ở dưới cái lọ màu đen. Đó. Hai tay kéo ra. Nó đụng ra. Kéo mạnh ra. Thức cuốn, bỏ. Kéo anh. Kéo mạnh ra. Cái dây bí ông Phan cắt hay nhân ông tự nhiên nó đang che cái đám cà nè. Thôi rồi, rồi gọn dẹp hết đó mà. Dặn ai nha. Thôi ông kêu kéo, cắt ông ơi. Cắt không được. Cắt. Trời ơi, gãy. Rồi chị. Rồi. Đây, thu hoạch cà luôn nè. Ừ. Rồi. Cà nè. Đó. Còn sốt không? Phan, đây. Bỏ luôn cái đổ màu xanh kìa. Ừ. Cà này cà bi. Cà bi. Xanh chùm chùm ha, nó ra chùm chùm dễ thương ha, chùm chùm.